guys. Konnichiwa. Trên thế giới này có 3 thứ anh sợ nhất. Anh có biết là gì không? Là gì hả anh? Thứ nhất là con gái lúc nói em không sao. Còn thứ hai là lúc con gái nói ăn gì cũng được. Và còn thứ ba là con chuột. Đúng là giai tây Hà Nội ngàn năm văn vở. Man, you've got to study more Vietnamese. Chuẩn anh ạ. Con gái là phải yêu bàn tay. Mà anh không nói được tiếng Việt là giờ rồi. You're right guys. I have to step up my game. And Vietnamese is not that hard. Yeah. I'm gonna win or hurt no matter what it takes. Good morning, everybody. Oh my god. No, like, offense, no stereotypes, but French people love her. It inspires me. Bây giờ là 8 giờ, mình quay từ 1 giờ rưỡi nên là Vũ rất là đói. Và hôm nay Vũ đã dậy sớm để làm một cái gì đó nên là hôm nay hơi buồn ngủ. Nên là quên nhiều đối thoại. Được ăn cả ngã ăn vả nhé. Được ăn cả ngã ăn vả nhé. Với xong mọi người kiểu phê phàm ấy. Các chú chỉ cần vẻ phải anh vô điều kiện là được. Sorry. Anh có nên không? Hay là tôi? Lại, không sao, lại.